hẹn gặp lại các bác ở con si tai chuột mini này, si tai chuột mini cao tầm 20 phân từ mặt chậu lên, mặc dù bé nhưng mà rất dài. Bảo là đi làm lại đá và làm một cái khay nghệ thuật nhưng mà vẫn chưa đi được các bác, chưa đi được, mà ra bác Tân làm mà chưa đi được. Đấy thì mặc dù là vừa rồi hanh khô nhưng mà nó phát triển rất là mạnh, cái mầm của nó đã rất là dài rồi. Thì em buộc phải tỉa nó luôn thôi, để nếu mà không thì sắp tới những cái này nó rất là to, rất là to các bác. Đấy các anh, đấy dăm nó bị phá dăm rồi, phá dăm tai chuột này. Tai chuột thích dăm nó bé gì rất xanh tốt, đang bị bệnh diệt tí không sao, xanh xi nó thường bị như vậy. Đấy, một con tai chuột, xi tai chuột ôm một cái nhà xi măng, nhà thủng nắp. Đấy, bây giờ mới đập bỏ cái này đi rồi, ký đá lại và cho một cái khay mỏng thôi, nhưng mà chưa đi được, thôi cứ tỉa cái đã các bạn, hôm nào lại làm được lại khoe các bác tiếp. Đấy, giờ để em tỉa răm cho nó lắm nhá. Đây các bác, không có lâu lâu chả làm cái gì, chưa có cây mới để khoe các bác, làm cây cũ thôi. Từ đây đi. Rồi các bác xem cô bác nào đi triển lãm ở Vạn Phúc hội chợ sinh vật cảnh ấy. Có lẽ là đẹp nhất ở đấy là mua những cái cơm si tai chuột. Si tai chuột có lẽ đẹp nhất ở triển lãm ở đấy. Con si tai chuột em rất là thích. Rất thích con một con si tai chuột này. Con si mà ôm cái hòn đá mà có một cái lều cây tán đại thụ mà có cái lều ấy. Ngay ở đầu phía cổng vào là đã thấy rồi. Mê lắm. Rất mê đấy, nhưng mà có khi là có tiền khó mua được, nhiều người để ý quá. Đấy, như vừa rồi em bảo này, cái dăm nó đang bị to này. Đấy, không cắt sớm thì rút liên tục thì dăm nó bé lại. Cái răm bên trong mà nó bị bóng, không có ánh nắng này sẽ rất dễ bỏ răm luôn. Đồng si này rất dễ sống nhưng mà rất là dễ bỏ răm. Thank you.
đấy các bạn.
Tần mần các bác xem sốt ruột. Rồi, sốt cực ruột các bác nhỉ. Đấy, xong phim. Đâu rồi đấy? Trời, đến bụng là thế. Bố ơi, bố ơi. Dạ. Mỗi lắm. Rồi, khi nào thì bố quay cây của bố nào. Đấy, sản phẩm này, tai chuột này. Sau một lứa răm mình được tỉa thì nó lại dày lên bao nhiêu, rất là dày các bạn. Thế mà để thả sổng thì nó lại khá là to. Đấy, mà cây mini này răm mà răm lại to thì nó không được đẹp mắt các bạn. Cây tạm gọi là hoành. Mặt này mặt chính. Đây. Thân thứ nhất đây. Xong rồi thân thứ hai thì lại vẫn xoắn một chi ra đây. Chi đuổi ra đây. Đấy. Sau có thể suy nghĩ về cái tay này, có thể sẽ bỏ cái tay này đi. Đấy, nhưng mà từ từ suy nghĩ ra, đuổi nó về đây. Chỗ này thì ra đây tí, ra đây chút nữa. Đấy, một chút nữa thôi. Cái này dịch ra đây một chút nữa. Đấy. Cái này thì để dịch ra. Đấy. Mặt bên này đây. Chúng là hai mặt đều chơi được cả. Được cái bệ dễ già bệ này. Không quá nhiều nhưng mà cũng đủ để chơi các bác. Này,
Đấy. Chưa được các bác. Rồi, cảm ơn các bác nha. Từ sau lại. Đấy, dễ buông thế này, thích à? Rồi, xin cảm ơn các bác.